Kính thưa quý thầy thầy cô, kính thưa toàn thể hội thảo viên. Trong cái phiên buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 5 đề tài, và trong đó là có một đề tài của một vị giáo sư người Ấn Độ. Tức là chúng ta sẽ mất một tiếng. Do đó những cái báo cáo viên tiếng Việt ở đằng phía sau thì chúng tôi đề nghị là báo cáo đúng giờ để chúng ta đến cái phiên bế mạc để chúng ta có mặt chung luôn. Không biết là bộ phận phiên phiên dịch có nghe chúng tôi rõ không ạ? Trước tiên là chúng tôi xin giới thiệu giáo sư Japinder Singh Tesa. Bác sĩ Japinder Singh Tesa là một trong những nha sĩ giỏi nhất tại khu vực 8. Và bác sĩ đã tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ răng hàm mặt và có hơn 22 năm kinh nghiệm hành nghề chuyên ngành. Và ông là hành nghề chuyên ngành tổng quát, phẫu thuật miệng và implant. Và ông cũng là thành viên của Hội Răng Mặt Ấn Độ, Hiệp hội Cấy ghép Nha khoa Ấn Độ và Học viện Tích hợp xương. Bác sĩ Tesa giao tiếp tốt nhất với những cái bệnh nhân bằng tiếng Anh và tiếng Hindu. Bác sĩ Tesa cung cấp rất là nhiều dịch vụ nha khoa tốt như điều trị viêm nướu, mão và cầu răng, implant và phục hình trên implant. Và chúng ta như là trong cái phần tiểu sử tóm tắt thì bác sĩ chúng ta có thể thăm bác sĩ tại phòng khám nha khoa Teja khu vực 8 Chandika. Sau đây xin trân trọng kính mời giáo sư Japinder Singh Teja sẽ trình bày đề tài implant giải pháp toàn diện trong nha khoa. Xin trân trọng kính mời. Good afternoon. Xin chào tất cả buổi chiều tất cả mọi người. Cảm ơn đã mời tôi đến với cái hội nghị này. Đề tài của tôi hôm nay đó là implant toàn diện nha khoa. Tôi có những bệnh nhân về mất răng do cái nguyên nhân do nha chu hay là rất là nhiều hoặc là do chấn thương. Chúng ta phải cung cấp cái giải pháp cho họ, và cái ưu tiên số 1 của chúng ta phải là phải dẫn đến một cái kết quả điều trị giống với những cái phần mô tự nhiên mà đã bị mất đi. Và kết quả này có thể phải giống với cái răng thật tự nhiên của bệnh nhân. And we want these results. Chúng ta muốn cái kết quả này phải là vừa đạt về tính thẩm mỹ và chức năng. Một trường hợp khác mà có thể thấy là cái mức xương của implant rất là tốt, và implant được tích hợp xương rất là tốt, và cái mức xương thì nó ngang với mức implant. Và bạn muốn cái kết quả này nó được kéo dài, nó duy trì càng lâu càng tốt. Ngày đây rất là nhiều cái quy trình điều trị implant nó được thiết lập. Có thể là đầu tiên là đặt implant và chôn vùi ở bên dưới nướu và đặt bằng cái nắp lành thương, và sau đó khâu kín mô nướu ở bên trên, hoặc là chúng ta có thể đặt một cái trụ lành thương. Những cái loại này, những trường hợp này là cái quá trình lành thương xương không bị ảnh hưởng bởi cái lực ở bên ngoài, không có chịu tải lực. Và cái loại thứ ba là cũng là một cái lành thương mà chịu ảnh hưởng bởi tải lực, bởi vì do tải lực, bởi vì implant nó được gắn với phục hình thì từ cái môi má lưỡi hoặc là từ lực nhai. Nhưng mà những trường hợp này thì implant có thể di chuyển tới mức 60 micron. Và có thể dẫn đến cái sự mất tích hợp xương.
Bởi vậy cái thường gặp nhất á, là cái implant trôn dừa dưới vùi dưới nướu và cái implant dùng trụ lành thương sau khi phẫu thuật. Như cái trường hợp này á, bệnh nhân đã trải qua cái điều trị nội nha. Và tôi đã loại bỏ hai cái loại bỏ cái răng lẫn chân răng và đặt implant. Và sau đó em ghép xương và đặt implant. Start to spread the bone. Chúng ta bắt đầu từ cái vị trí là màu xương hổ. Chúng ta không có muốn phải loại bỏ cái xương thật của bệnh nhân. Và từ từ đưa cái implant vào ở bên trong cái vùng xương hổ. So now the osteotomy is ready. We're going to place our implant. So we place a path pin because we don't want the bone graft to go into the implant. Once we pack the graft, first we've tried 8.5 diameter, but eventually we changed it to 9.5 diameter. The entire extraction socket has been closed with the healing collar. So now the third is the transgingival kind of healing in which we are going to be giving a restoration to the patient. In this, you will see I'm going to be placed, there's a patient which has three incisors which are mobile because of periodontal disease. I'm going to be removing them and I'm going to be doing a surgery to place two implants. Then I'm going to be welding the two abutments and making my temporary restoration. First, prepare the osteotomy. Using a trap which is going to form a thread. Tôi sẽ đặt cái implant. Tôi sẽ đặt cái implant đầu tiên của tôi. Và sau khi kiểm tra độ ổn định sẽ tiếp tục là đặt implant tiếp theo. Chuẩn bị tiếp tục khoan implant tiếp theo. Đây là quá trình đặt implant tiếp theo. Còn rất nhiều công cụ để đặt một implant một cách hiệu quả. Kế đó là đặt trụ lệnh, đặt vào bách mình có dạng kết nối hình lục giác.
I've used the screws of the open compression tray. Tiến hành lấy dấu khai mở. Thì tiến hành là đặt một cái cây titanium dày, hàng một cây titanium có đường kính là 2mm để giữ hai cái abutment này lại. Another wire in the middle for supporting the pontic. Tiếp tục là sẽ có một cái dây nữa để giữ cái nhịp cầu, hàng một cái cây nữa để giữ nhịp cầu. Tiến hành lấy dấu dạng khay mở. Once the material sets, we open the screws. Sau khi cái cao su đã đông lại rồi thì sẽ mở cái ốc ra và gắn cái dấu, và sau đó lab sẽ thực hiện cái phục hồi tạm vào cùng ngày. Sau đó bác sĩ Teja sẽ tiến hành chỉnh cái phục hình này nó hở khớp một tí để đảm bảo cho cái implant nó bền vững. Và chúng ta có đạt được ổn định phù hợp khi mà đã nối hai cái implant lại bằng cái cây. Đây là cái implant sau một, sau hai tiếng, sau hai tháng rưỡi. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái đường viền nối sau 2 tháng rưỡi, và nó giống chính xác so với đường viền nối ban đầu trước khi thực hiện cắm implant. Một cái vấn đề rất là quan trọng khi mà làm việc trên vùng thẩm mỹ đó là còn phải làm phục hình tội, còn phục hình tạm để duy trì cái độ dày của đường viền nối. Để không làm co nướu lại. Nếu mà chúng ta không làm phục hình tạm thì kết quả cuối cùng là nó sẽ là bị mất hết, và tất cả mọi thứ là trở thành một cái đường phẳng. Và chúng ta muốn tránh là phải ghép nướu lại sau khi mà làm thực hình vĩnh viễn. Chúng ta muốn là mỗi khi mà cắm implant thì phải làm phục hình tạm ngay lập tức. Và định nghĩa của emergential file là cái đường viền nướu thẩm mỹ của răng, hoặc là phục hình khi mà vừa đi ra khỏi nướu, đó là độ cong lồi của nướu. Và chúng ta tiến hành xem cái ca này. Đây là một cái răng đã bị hư, có áp xe ở, có một cái sang thương ở vùng khớp và có dấu sẹo. There is a failed epistectomy that is there. Cái vết sẹo này cho chúng ta biết là đã tiến hành cắt chớp nhưng mà đã bị lỗi. Vì vậy chúng ta tiến hành gỡ cái phục hình tạm ra. Các bạn có thể thấy là cái độ, cái đường lồi nướu ban đầu. Tiến hành nhổ răng và tiến hành nhổ hai cái chân răng và tiến hành cắt vào đúng cái vết sẹo cũ, và thấy là có một cái cyst ở cái vùng xương này. Đầu tiên là phải gỡ hai cái nang này ra và tiến hành con em lên theo đúng cái đường nhổ răng và khoan thẳng vào cái nền mũi, vì có cái nang ở đó cho nên là không thể nào lưu giữ được, vì phải lưu giữ ở nền mũi khoảng 3-4 răng cuối cùng. Và khi mà khoan như vậy thì sẽ được có độ ổn vững, ổn sẽ khởi rất là tốt. Và implant tiến hành là đặt xương tạm vào, đặt xương bột vào, và khi mà đã đặt cái xương bột vào một cách phù hợp và chính xác, và tiến hành là đóng bạc lại. Và
nếu mà để im như vậy và kết thúc cái ca phẫu thuật này thì sẽ trở thành cái phục hồi nó sẽ trở nên là cái nướu nó sẽ trở nên phẳng, vì vậy là cho nên là cần phải làm phục hình tạm ngay lập tức bằng cách là gắn vào bên mình và làm phục hình tạm lên trên. Và chúng bệnh nhân có thể đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng khám với cùng một cái nụ cười mà trước khi cô ấy tới và không hề có sự mất răng nào hết. Và sau khi đã lên liệu lên lành thương sau khoảng 3 tháng, chúng ta có thể thấy là lúc này thì tiến hành là lấy dấu và làm cái phục hồi sau cùng. Chúng ta có thể thấy là cái đường viền nướu đã được giữ như chính xác như ban đầu, và tất cả cái gai nướu thì được có hình dạng rất là chính đẹp đẽ chính xác, không phải lo lắng về việc là phải ghép nướu hay là ghép gì hết. Cái này là kết quả sau 6 tháng. Thấy là có vài vết dính hay là vài vô răng, tuy nhiên mà mọi thứ nó vẫn có kết quả như cũ, một kết quả rất là tốt. Đây là 4 tới 6 tháng sau. Điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải giữ lại cái tình trạng của môi nướu. Vì vậy là cái vị trí của implant đóng một vai trò rất là quan trọng khi mà đặt implant ở vùng thẩm mỹ. Và vùng thẩm vị trí của implant khoảng nằm phải cách là cái xương mặt ngoài 2 mm ở vùng cổ. Nếu mà implant mà vi phạm cái khoảng 2 mm này thì sẽ cái vùng implant mặt cổ sẽ bị tiêu. Luôn luôn giữ implant cách vùng cổ, cách xương vùng cổ 2 mm. Tiếp theo nữa là phải đặt cái cổ implant ở đúng vị trí. Đó là cách cái đường nối men xi măng cổ xung quanh là khoảng 3-4 mm theo về phía chóp. Tuy nhiên khi làm việc trên miệng thì cái vùng CEG, cái vùng đường nối men xi măng này sẽ bị cái phủ bê nướu. Chúng ta có thể tìm được chúng ta tìm cái khoảng thấp nhất của xương ở vùng vùng mặt ngoài hay là vùng mặt trong và hạ xuống thấp khoảng 3 mm để đặt cái cổ implant. Still we will have about 1-2 mm of bone growing. Nếu mà chúng ta nhổ răng mà có sang trắng thì chúng ta vẫn còn khoảng 1-2 mm xương để cắt cái cổ implant và 3 mm cái vùng quanh chóp. Khi mà chúng ta đặt implant tức thì chúng ta phải cắm implant vào khoảng sâu hơn 3 mm so với cái vùng quanh chóp của cái răng cũ. Đây là một cái implant đã được đặt song song với cái hướng của ổ răng cũ vừa nhổ răng, tuy nhiên là sẽ xịt vào trong mặt trong bằng xương bên trong một tí, vì là cái mặt xương mặt ngoài sẽ không. Về theo khi chiều còn xa thì cái vị trí phù hợp là cái màu xanh là cái màu vùng an toàn, và cái vùng nguy hiểm đó là 1-1.5 mm cách với hai cái răng kế bên. Vì cái vùng xương theo chiều ngoài gần xa so với hai cái răng kế bên sẽ cũng bị tiêu hủy. Một điều khác khi chúng tôi phải đặt một cái implant trong cái vùng an toàn này là vì cái kết quả sau cùng của implant nó phụ thuộc rất là nhiều vào vị trí đặt implant. Về cái vị trí ngoài trong của implant như thế nào là vị trí chính xác, thì cái vị trí của implant là không đặt thì phải nằm trong cái
phải 2 mm về phía khẩu cái so với cái đường viền của cái cung răng. Nếu mà đặt quá về phía mặt ngoài thì cái xương mặt ngoài của implant sẽ bị tiêu. Mà chúng ta kết hợp ở tất cả các vị trí ngoài trong, gần, xa và trên dưới của implant thì đây là vị trí an toàn để đặt. Như bạn có thể thấy được rằng khi bạn mình kẻ một cái đường ở từ mặt ngoài của implant và hai cái đường hai bên và mặt trong thì cái vị trí implant này nó nằm trong cái vùng an toàn và sẽ đạt được cái quả thẩm mỹ và cái mô mềm và mô xương sẽ được bảo tồn. Và như vậy tôi có một ca bệnh mà bác sĩ đã cố gắng đặt cái implant rất là rộng, cố gắng ghép mô xương hay là mô nứ trước đó thì implant vẫn không có đạt được cái kết quả thẩm mỹ thì tôi phải loại bỏ cái implant này. Có thể thấy một cái trường khá hợp hợp các implant nó được đặt vào khóa ngoài, nó được ngoài cái mô mềm và mô nứ xung quanh, nó không có đạt được cái kết quả mong đợi. Vậy tôi đã loại bỏ cái implant này và đặt lại cái implant đúng vị trí. Khi mà bạn nhổ răng thì nếu mà phát hiện có mô viêm thì nhớ phải loại bỏ hết cái mô hạt viêm ở bên dưới. Ở cái bước đầu tiên thì tôi thích sử dụng cái mũi khoan tròn và đặt đánh một cái điểm và ở cái thành xương mặt trong. Vì nhờ đó mà những cái mũi khoan tiếp theo tôi không có bị trượt và đặt được cái implant lệch về phía khẩu cái đầu tiên. Và tôi khoan hướng vào trong và dần dần chuyển hướng mũi khoan ra phía ngoài. Điều này rất là quan trọng vì một khi có thể thử kẻ một cái đường dọc theo cái ổ răng mà đã nhổ thì với so với cái hướng mà bạn đặt implant thì sẽ có một cái lượng mà cái hình tam giác, cái mảnh xương mà bạn sẽ loại bỏ mà khi bạn đặt implant. Như bạn thấy trên hình thì cái ca trước đây của tôi, tôi không đã đang không đặt cái implant vô cái về phía mặt trong. Và bởi vậy cái implant của tôi đã ra khỏi cái cửa sổ mà nằm trong vùng an toàn. Implant của tôi nên. Cái mũi khoan tiếp theo thì chúng ta cố gắng để mà khoan tiếp và loại bỏ cái phần tam giác xương như tôi đã đề cập trước đó. Và tôi chuyển sang mũi khoan tiếp theo và dùng cái mũi khoan sau cùng để mà xác định cái vị trí sau cùng của implant. Và như sau đó chúng ta tiếp tục và quan sát cái ổ khoan xương đã sửa soạn và tiến hành đặt implant. Đặt cái implant ở bên dưới cái màu xương 3 mm. Khi mà hoàn tất thì bạn có thể thấy rằng cái implant thì nằm ở trong cái vùng cửa sổ và là cửa sổ thẩm mỹ. Và như vậy tôi thu được cái kết quả thẩm mỹ rất là đáng mong đợi. Và như vậy chúng tôi tiếp tục đặt cái trụ lăn thương. Buckle bone, which is called the jumping distance, is more than 2 mm. Please always graft that restoration. Nếu mà có cái khoảng cách lớn hơn giữa xương mặt ngoài và implant mà hơn 2 mm thì nhớ là phải ghép xương. Và cũng không nên tạo ra bất cứ áp lực nào lên cái mô mềm bên trên. Và như vậy bạn sau này bạn sẽ đạt được một cái độ lồi vùng cổ ở mô mềm rất là tốt. I will buckle part of the central incisor which has come out. I will go ahead, do the extraction, and I am going to use the same buckle part of that tooth
to make my restoration and restore. Ca sau này thì cái tôi sẽ trình diễn một cái ca mà cái răng cửa nó bị nó được loại bỏ và tiến hành phục hồi giữ nguyên cái mặt ngoài của răng cửa và đặt implant. Tôi mài bớt cái mặt trong của cái mặt của cái răng cửa đã nhổ. Add some tooth collect cold cure acrylic onto the palatal side. Tôi thêm một ít nhựa vào mặt mặt trong răng cửa, cái phần mà tôi đã mài, để gắn cái răng này vào cái implant, vào cái trụ tạm. Do the finishing outside. I'm gonna cement it outside. Và gắn cái răng tạm đã làm dựa từ răng thật và từ nhựa vào cái trụ phục hình tạm. Just go and chỉ gắn cái phục hình vào và siết cái lực là tọt sau cùng. Dùng composite để trám cái lỗ mở vít. You can see, bạn có thể thấy rằng this is the soft tissue profile. Cái đường viền mô mềm mà tôi đạt được. Mình có thể không cần phải loại bỏ cái trục này mà có thể lấy dấu và làm cái phục hình tạm. Đây bạn có thể thấy là cái mức mô mềm đạt được sau cùng. Nó rất là thẩm mỹ. Nghĩa là phải điều chỉnh cho sao cho cái cục hình tạm này nó nằm ra không có phải chịu lực, tải lực, không ảnh hưởng tới quá trình hàn thương của implant. Vì vậy thứ nhất là không có nẹp và thứ hai là không tải lực lên cái implant nó lên cục hình tạm này. We put a wire before we did the extraction because the patient was not willing. We put a wire on the palatal side, and once the patient was willing, we went ahead and again we used the same tooth as the restoration for the patient. Trong cái ca này thì tôi cũng dùng cái răng cũ của bệnh nhân để làm phục hồi như cái răng trước. You can see the wire that was just to stabilize the shoulder, the crown. Tôi lấy dùng kềm để mà loại bỏ cái phần thân răng và sau đó nhổ cái phần chân răng. Tôi đặt ít xương ghép vào mặt ngoài. And give it to the patient. This is the immediate X-ray. Now, once the patient comes, cho bệnh nhân chụp phim tức thì sau khi phẫu thuật.
và sau đó nhận thấy là cái mô nướu lành thương rất là tốt và cái đường viền viền nướu cũng được bảo tồn. Các bạn thấy là cái lượng xương, cái mức xương đạt được xung quanh implant rất là tốt. Và nếu mà được đặt trong cái cửa sổ thẩm mỹ. Phần tiếp theo tôi muốn nói đề cập đến là cái việc gắn xi măng đúng cách. Vì đó là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến thất bại của implant. Vì vậy, chúng ta có thể làm sao để thực hiện cái bước này. Là bạn có thể làm một cái dấu của phục hình. Và sau đó dùng cao su để mà lấy dấu cái mặt tâm của cái phục hình. Once the replica is ready, you just place the. Và cái bản sao nó sẵn sàng, nó đã được thực hiện, thì chỉ cần gắn cái phục hình ở bên ngoài và đưa cái bản sao của cái cùi răng đi vào bên trong thì sẽ đảm bảo là không có xi măng thừa. Không có xi măng thừa để mà phải loại bỏ nữa, tại vì bạn đã loại bỏ ở bên ngoài miệng bệnh nhân rồi, tại vì làm ở trong miệng bệnh nhân. Nhớ rằng là không có một cái kỹ năng nào và rất là khó để mà loại bỏ implant ở trong miệng bệnh nhân, nên tốt nhất là nên loại bỏ những ở bên ngoài miệng bệnh nhân nếu được, nếu có thể. Nếu mà bệnh nhân có tình trạng tiêu xương quá nhiều, bạn có thể không có đặt implant ngay khi lúc nhổ thì có thể dẫn đến cái tình trạng tiêu xương như thế này. Một vài trường hợp thì vô vọng bởi vì do nguyên nhân nha chung nên dẫn đến tình trạng tiêu xương. Và ở vùng răng sau thì cũng không đặt implant thì dẫn đến có cái hiện tượng mở rộng xoang hàm và tiêu xương, nên cũng thiếu xương, cần phải ghép trước khi đặt implant. Ở cái trường hợp đầu tiên tôi muốn đề cập đến là cái sự tiêu xương ở vùng răng trước. Đây là một cái bộ kit của Dentium. Có một cái tôi dùng mũi dao do lưỡi dao số 15. Once I have gone to the full depth of the cutting edge of the 15 number blade, I shift to the chisel from this. Chuyển qua cái này gọi là cái chisel, là cái một cái lưỡi cưa. Tôi có ba cái lưỡi khoan, mũi khoan, đường kính lần lượt là 1,4, rồi 2 và 2,6 mm. Và cái mũi khoan thứ hai á là 2 mm. Ở chóp và 3.2 và cuối cùng á là 2.6 mm và 3.6 mm ở cái vùng cổ. Cái mũi khoan này có thể dùng để đặt implant 3.6 hoặc là 4.0 mm. Có thể dùng những cái cây nén xương này để mà mở rộng xương. Tôi là dùng rất là nhiều loại mũi khoan, một lưỡi dao. Tôi rất là cẩn thận để tránh làm gãy cái lưỡi dao ở bên trong cái xương, bởi vì rất là khó để mà loại bỏ nó mỗi khi nó bị gãy. Sau khi mà dùng lưỡi dao xong thì tôi dùng cái đục để mở rộng cái đường rạch của tôi ra. Sau đó đưa cái cây nong xương này vào, bởi vì tôi không có muốn loại bỏ cái xương xung quanh của cái sống hàm đã tiêu rất là trầm trọng trước đó. Và sau đó chuyển qua những cái mũi nong xương cao hơn, đường kính lớn hơn và đặt implant.
Như bạn có thể thấy là cái xương này chỉ có 4,7 mm theo chiều ngoài trong. Vậy để mà giữ được hai cái bản xương mặt ngoài và trong thì bạn phải dùng cái cây dụng cụ nong nong chẻ xương. Hãy xem một cái ca mà tôi đã thực hiện. Đầu tiên là sau đó chúng ta sau khi mà dùng dao để rạch cái trên xương thì cứ dùng cái đục. Sau đó tôi khoan cái mũi đầu tiên ở vị trí mà im lăng tôi dự định đặt. Go 2 mm broad. You can see the drill going in clockwise, coming out anti-clockwise. Sau đó, chúng tôi dùng cái mũi nong nén xương. Như bạn thấy là nó đi vào cái chiều cùng kim đồng hồ và khi đi ra thì đi ngược chiều kim đồng hồ. It's coming out anti-clockwise. Đi ra thì mình chọn cái lại ngược chiều kim đồng hồ. Và chuyển ra cái mũi khoan á, cái mũi nong nén xương với kích thước lớn hơn. Now the osteotomy is prepared. Và cái việc sửa soạn xương đó được hoàn tất thì chúng ta tiếp tục để đặt implant. Đây tôi dùng cái mũi nong nén xương của sau cùng. The implants placed. Sau đó chúng ta đặt implant và đóng vết thương. Và khi mà đã lành thương thì tiến hành làm phục hình, gắn phục hình sau cùng cho bệnh nhân. You can see in the X-ray. Có thể thấy bằng cái phim X-quang thì thấy cái phần xương vẫn còn, cái phần xương nằm trên mức implant. Trong cái ca này thì không có cái xương ở mặt ngoài, nhưng mà chỉ có một số ca chúng ta còn có cái mức xương còn thiếu nhiều hơn nữa. Trong ca tiếp theo á, tôi sẽ trình bày cái trường hợp mà có thử dùng ghép xương mặt ngoài. So here we have 4 millimeters of bone. Chúng ta có 4 mm xương. Chúng ta sẽ sử dụng cùng kỹ thuật và lấy một ít xương tự thân và ghép ở mặt ngoài. See the blade. I'm going to take mũi dao. Now the cutting edge goes towards mesial side. And we even keep changing the blades. Đưa về phía gần. Thank you.
So we go in clockwise. Và đi vô cái cùng chiều kim đồng hồ và đi ra chỉ ngược chiều kim đồng hồ. Để mà cái những cái bánh, cái răng của mực khoang nó không ảnh hưởng tới cái xương ổ. Mình có thể thấy là có một sự nó bị gãy đứt cái xương mặt ngoài khi mình ném. Place the implant to the final implant, cái vị trí dự định dự kiến và gắn cái nắp lành thương và tiến hành thu hoạch một ít xương tự thân. You can use a ronger also. You can use this drill. Now we give releasing incision in the periosteum because the volume is going. Ta phải giảm căng cái vạc để mà đảm bảo cái đóng vết thương thụ động không có làm căng vạc. Và sau đó thì kết hợp ghép thêm xương nhân tạo. We're going to stabilize the membrane with the suture. Cố định bằng một cái màng. Đặt cái màng và cố định bằng cái khâu cố định màng. And now we've used the collagen membrane again from Dentium. We chúng ta cần xem lại cái màng collagen từ Dentium có thể tồn tại trong vòng 6 tháng. Bởi vậy nó rất là phù hợp để duy trì cái, bảo vệ cái phần xương ghép trong 6 tháng. Và chúng ta kết hợp với cái hạt xương osteon từ hydroxyapatit và beta tricalcium phosphate. Khi bệnh nhân quay lại thì bạn có thể thấy là cái vị trí implant rất là tốt và có thể thấy là cái đường nướu mặt ngoài á cũng đạt rất là tốt. Và sau đó chúng ta tiến hành làm cái phục hồi sau cùng cho bệnh nhân. Bạn có thể thấy đạt đến cái kết quả thẩm mỹ rất là đáng mong đợi. Vì vậy nói về cái việc mà nong nén xương thì có hai phương pháp. Không bóc tách vạc toàn phần mà chỉ là bóc tách vạc bán phần và kỹ thuật thứ hai á là bóc tách vạc toàn phần. Cái vùng mà đặt implant. Cái kỹ thuật lập vạc bán phần đó. Có nguồn máu nuôi rất là tốt từ cái xương vỏ mặt ngoài. Nhưng mà có những cái nhược điểm như là khi mà trong trường hợp có phần rất là xương rất là mỏng ở mặt ngoài thì bà sẽ có thể tiêu và bạn có thể phải lựa chọn giữa hai kỹ thuật này. Khi mà có nhiều xương thì chỉ cần dùng cái kỹ thuật mở và khi mà còn đủ xương thì dùng cái kỹ thuật đó. Có một bệnh nhân này gửi đến tôi khi mà có một cái tình trạng da chu rất là tệ ở cái răng phục hồi với tôi da chu. Tôi phải loại nhổ răng và phải ghép xương và ghép mô mềm và sau đó đặt implant. Soft tissue from the palate and I made a và lấy cái niêm mô mềm ở khẩu cái và ghép ở mặt ngoài. Và tôi dùng chính cái răng của bệnh nhân để làm cái phục hồi cho bệnh nhân. Do the extraction, remove all the nhổ răng và loại bỏ cái mô hạt viêm bên dưới. Đầu tiên phải khoan mũi khoan đánh dấu. Và dùng những cái mũi khoan dài
Sau đó đi tiến hành lấy mô liên kết ở mặt khâu cái. Bone morphogenetic proteins to enhance bone dùng form. Cái protein cái BMP2 và cái xương osteon để ghép vào mặt ngoài. Lực đặt sau cùng cái độ phân hưu sơ khởi rất là tốt ở trên 30 newton cm và sau đó cuối cùng tôi dùng một cái màng collagen để mà che phủ cái xương và sau đó khâu đóng. Tiến hành ghép cái phần mô liên kết đã được lấy từ cái mặt khâu cái trước đó. Tôi dùng chính cái răng của bệnh nhân và kết hợp với composite để tạo ra một cái phục hình tạm cho bệnh nhân. Và chỉnh cho cái phục hình tạm nó không phải chịu lực. Khi bệnh nhân quay lại thì bạn có thể thấy là cái kết quả này có đủ xương ở xung quanh cái implant. Và cái phục hình sau cùng là hơi dài hơn so với răng đối diện. Có thể ghép xương bổ sung nhưng mà bệnh nhân đã hài lòng với cái kết quả này rồi nên tôi không có ghép thêm cái mô liên kết cho bệnh nhân ở cái phẫu thuật thứ hai nữa. Nhưng mà bà quét chụp lại cái MCT thì nhận thấy là cái bề dày xương bên ngoài ấy, thì rất là tốt. Đây là cái kết quả sau cùng mà bệnh nhân chỉ đạt được trong một lần phẫu thuật. Một cái ca trường hợp khác thì bệnh nhân bị tiêu xương mặt ngoài. Bệnh nhân cũng có 4mm xương. Tôi sẽ thu thập một ít xương tự thân để ghép ở mặt ngoài. Và đặt một ít collagen ở mặt tre ở trên cùng. So we give a releasing incision and we start preparing the và bắt đầu nong chẻ xương. Bạn có thể thấy là cái xương nó được đẩy về phía mặt ngoài nhờ cái dụng cụ nong nén xương. Thì sau khi sửa soạn xong cái lỗ đặt implant thì đặt implant, thì tiến hành đặt implant vào cái lỗ đổ. Đặt nắp lên xương và bắt đầu với cái vị trí implant thứ hai. Chúng ta sẽ thu thập một ít cái xương tự thân. So the first layer is always the autogenous bone.
Đầu tiên chúng ta đặt cái xương tự thân và sau đó đặt cái vật liệu ghép collagen. Không collagen. Và khâu đóng. Cái loại osteom, cái loại collagen osteom là nó là một cái hỗn hợp giữa osteom 3 và cái collagen loại tiếp 1. Bạn chỉ cần đưa một trộn với một ít nước muối và sẽ trám đặt vào cái vùng cần ghép. Có thể dùng ở những cái vùng nhổ răng sau ổ răng sau nhổ hoặc là ghép xương màu xương, cũng có thể là trong cái những cái trường hợp loại bỏ nang. Kết quả này sau khi bệnh nhân tái khám thì chúng ta tiếp tục đặt trụ lành thương và cố ý đặt cái đường rạch về phía khâu cái để có thể đạt được cái bề dày niêm mạc ở phía ngoài. Đặt cái phục hình tạm để mà tạo ra cái đường viền nướu. Và khi mà đã lành thương nướu thì tiến hành làm cái phục hình sau cùng cho bệnh nhân. Đây là cái hình ảnh X-quang sau khi chụp, sau khi gắn. Và trên hình Kim Ben CT thì thấy có thể thấy là có thể thấy đạt được cái lượng cái thể tích xương rất là xung quanh implant rất là nhiều. Là như vậy mà bằng cái phương pháp nung nén xương kết hợp với xương ghép collagen thì có thể đạt được cái kết quả như vậy. Trước đó thì không có hoàn toàn xương và bây giờ chúng ta đạt được rất là nhiều xương ở mặt ngoài. Còn bây giờ là đây là cái ca sau cùng, là khi mà cái nền xoang mở rộng, cái nâng xoang hở ra qua cửa sổ xương mặt ngoài hoặc là cái phương pháp thông qua cửa sổ đường sống hàm. Và phương pháp tôi yêu thích đó là thông qua cái đường sống hàm, thì theo tôi thì đó là cái cửa sổ mặt ngoài á thì nó xâm lấn hơn và nó gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân hơn so với cái cửa sổ qua đường sống hàm. So I always prefer going in for crestal approach wherever I can. Until nên tôi luôn chọn cái phương pháp mà qua đường sống hàm khi mà có thể. Nên theo quan điểm của tôi á thì cái lành thương của hai cái phương pháp này là như nhau. Có rất là nhiều phương pháp nâng xoang mà không có dùng cái mũi osteotome. Tôi sẽ giới thiệu cái kỹ thuật mà được giới thiệu bởi Koski. Ông đã đặt 265 implant và theo dõi trong 6 năm. Top, these drills would gently abrade away the floor, whereas in case of the osteotomes and all, you need to fracture the floor of the sinus, which becomes at times you go and tear the membrane when you're using an osteotome. But when you are going in and gently just abrading the floor of the sinus, you. Trong cái phương pháp mà nâng xoang theo cửa sổ qua đường sống hàm thì bạn có thể chỉ cần nâng cái nền xoang lên. Và cái kỹ thuật Koski thì chỉ cần cái chiều cao xương còn lại rất là thấp, chỉ là khoảng 3.5 mm. Ở đây bạn có thể có cái 3 mm xương theo chiều cao. Bởi vậy có những cái lựa chọn nào thì có thể nâng xoang qua được cửa sổ mặt ngoài. Tôi thì thực hiện cái phương pháp đó, là thông qua đường cửa sổ sống hàm. You can see the sinus lining moving. Bạn có thể thấy là cái màng xoang nó đang dịch chuyển ở bên dưới cái ổ xương.
We close. This is immediately after extraction. You can see nice dome-shaped elevation. Nice. Phim sau khi ghép là bạn có thấy là cái phần xương ghép á nó nằm bao phần bao phủ phía chóp của implant. Và tôi đạt được cái độ vững ổn rất là tốt. Thậm chí ở những trường hợp xương còn ít hơn. Sau khi mà tôi tiến hành nâng xoang thì tất cả đều đã được lành tương. Và cái bộ nâng xoang ở mà tôi rất là thích dùng là cái bộ DAS của Dentium. Nó có được cửa sổ xương mặt ngoài và có những cái mũi khoan để dành cho cái kỹ thuật qua đường sống hàm và với các cái đường kính khác nhau. Và có những cái kè bóc tách có thể dùng trong cái kỹ thuật theo đường mặt ngoài. Và những cái mũi khoan này á, thì tôi dùng cái mũi khoan có đường kính 3.7mm khi mà tôi đặt đặt 4mm thì tôi dùng mũi khoan 3.2. Khi mà tôi dùng đặt 5mm thì tôi đặt cái mũi khoan có đường kính là 4.5mm. Và cái đường nước có thể dẫn đến cái đầu mũi khoan này. Vì vậy có thể tiến hành khoan theo cái quy trình thông thường. Ở đây, phương pháp của tôi đang sử dụng là cái tốc độ mà tôi bắt đầu là khoảng 100 vòng trên một phút. Và với cái bộ mũi khoan này tôi tiếp tục sử dụng ở cái tốc độ khoan là dưới 300 vòng trên một phút. Không có tạo bất cứ cái áp lực nào ở lên trên cái xương và cái màng bên dưới. Và chỉ cần đổi mũi khoan và đi tiếp. Is going to be lifted with the pressure of the saline itself, okay? And now we keep in the saline inside. Sau đó chúng tôi tiến hành bơm nước muối ở vào cái đường vào xoang và nó sẽ giúp bóc tách cái màng xoang ra khỏi nền xoang. After grafting, you can see. Sau khi ghép thì bone was left attached to the Schneiderian membrane, okay? Now let's see how it works inside the sinus. Hãy xem cái cách mà nó vận hành ở trong cái xoang. Sorry. Chúng ta thấy là cái nước muối là được đẩy vào bên trong cái màng xoang từ rất là nhiều phía. Tôi bỏ qua cái ca này tại vì tôi còn thời gian rất là ít, nhưng mà tôi muốn cho bạn thấy, trình bày cho bạn về một cái ca khác. Methods of assessing cái phương pháp mà đánh giá cái sự toàn vẹn của màng xoang á thì bạn cũng có thể là quan sát trực tiếp thì cho bệnh nhân thở và bạn quan sát cái sự chuyển động của màng xoang. Nếu bạn thấy bọt khí thổi ra từ cái ổ xương thì đó có thể là cái dấu hiệu của thủng màng. Và cái biện pháp Vansava, cái việc thăm dò thì cũng không nên thực hiện lắm tại vì bạn có thể làm rách màng xoang. Cái cách mà tôi thường sử dụng nhất là bơm một ít nước muối vào cái vùng xương sửa soạn và cho bệnh nhân thở. Và nếu mà cái nước muối nó bị bắn ngược trở lại thì đó là dấu hiệu. This tells you that the membrane is very much intact.
And then nếu mà cái nước muối bị bật trở lại thì nó đảm bảo nó dấu hiệu là cái màng nó nguyên vẹn. So I am going to be skipping this and moving on. Tôi sẽ loại bỏ qua cái ca này và sẽ chuyển qua một cái về cái phần nâng xoang qua cửa sổ sống hòm với sự hỗ trợ của kỹ thuật số. Và nó là một phương pháp ít xâm lấn hơn tại vì nó không cần phải lực bạc và nó an toàn hơn. Và bằng chúng ta sử dụng những mũi khoan giống như cái kỹ thuật truyền thống. Và chúng ta dùng cái CBCT và dùng cái phần mềm chuyên biệt để mà để biết những cái thông tin chính xác của cái thẻ thích xương chúng ta có và chúng ta có cái hình quét trong miệng của bệnh nhân. Khi chúng ta có cả hai cái dữ liệu rồi thì có thể lập kế hoạch ở những vị trí implant dự định đặt. Và khi mà đã lên kế hoạch, hoàn tất lên kế hoạch thì chúng ta chỉ đơn giản tiến hành đặt implant. Now we use the punch. Dùng cái mũi cắt mô mềm. So these are again DAS drills. Dùng cái mũi khoan trong cái bộ DAS. Và dùng cái kỹ thuật tương tự mà tôi đã trình bày trước đó. Mình có thể kiểm tra cái tính toàn vẹn của màng xoang. Và sau đó đặt vật liệu ghép vào bên trong. So you can see the implants. Có thể thấy là implant đặt cái kim cương CT sau phẫu thuật thì cái xương nó bao phủ xung quanh implant. Tôi sẽ bỏ qua những cái phần còn lại và tôi chỉ muốn nói cho bạn biết cái ưu điểm của cái việc mà nâng xoang dựa lên sự kỹ thuật số thì có thể giúp cải thiện cái tình trạng đau hay là khó chịu của bệnh nhân và thời gian lành thương có thể ít gây tổn thương hơn. Không có lực bạc. À, với cái trụ mà lành thương đập xuyên qua núi thì không cần phải cái phẫu thuật thứ hai để mà loại bỏ cái nắp lành thương nữa. À, nhờ vào cái dùng cái mũi cái đầu chặn mũi khoan hoặc là cái màng hướng dẫn phẫu thuật á thì chúng ta có thể đặt implant chính xác và cũng không cần phải khâu đóng sau đó. Và cái yếu tố quan trọng để góp phần thành công trong cái việc nâng xoang vách xương là quan ở một tốc độ rất là chậm và quan đến cái chiều quan cái chiều dài chính xác. Cái kim cương CT sẽ cho chúng ta cái thông tin này chính xác và với cái máng hướng dẫn phẫu thuật thì sẽ cho phép chúng ta đặt implant ở vị trí chính xác. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ của tôi. Và đây là kênh YouTube của tôi. Và bạn có thể theo dõi tôi ở đây. Và đây là email của tôi. Và bạn có thể liên lạc với tôi thông qua cái email này hoặc là dùng WhatsApp qua cái số ở trên màn hình. Cảm ơn mọi người. Chân thành cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Teja, rất là hay. Trong cái hội trường này tới thời điểm này thì rất là đông.
Thầy cũng đã tốt, thầy tây ra tính từ Ấn Độ nhưng mà tốt nghiệp thạc sĩ implant tại Viện Rớt của Đại học Đức. Thì chia bằng các cái ca lâm sàng của mình, và trong vòng một tiếng thầy đã chia sẻ từ cơ bản cho các cái vấn đề với chủ đề là giải pháp toàn diện trong nha khoa mà sử dụng implant. Thì từ các cái ca lâm sàng từ răng sau cho tới răng trước, với các cái phương tiện dụng cụ với các kỹ thuật từ đơn giản cho tới nâng cao, thì thầy cũng đã trình bày cho chúng ta các cái ca lâm sàng. Hy vọng các bạn, các đồng nghiệp mình có những câu hỏi gì để trao đổi đặt với tiến sĩ Tây Giang. Dạ. Thời gian mình vẫn còn ạ. Xin mời thầy. Tôi thì lại hay hỏi, thế nhưng mà tôi chỉ hỏi ba câu hỏi nhỏ. Cái thứ nhất là khi mà ông sử dụng cái BMP. Questions? Yes. Please we translator will translate to you. Khi mà sử dụng cái BMP2 tức là bone morphogenetic protein mà cái type 2, thì thường là cái bone morphogenetic type 2 là nó chỉ làm hình thành sút là chủ yếu. Thế khi mà ông sử dụng giống như vậy thì ông có phối hợp với các cái loại hay là không? Tại vì giá thành của BMP thì rất rất là mắc. Câu hỏi thứ hai là khi mà ông sử dụng cái collagen mà type 3 để ông nhồi vào trong cái hốc, thế thì mình sử dụng cái tip nào là phù hợp nhất và mình có thể phối hợp với cái loại vật liệu gì thì nó tốt nhất? Và một câu hỏi thứ ba là một câu hỏi hơi nhỏ, đó là thông thường theo y văn, nếu mà chiều cao của xương ở cái vùng mà xoang hàm từ 3 tới 5 mm thì chúng ta có thể vừa cấy ghép implant tức thì và nâng xoang hàm luôn. Nhưng mà nếu mà trên 5 mm thì đa phần y văn đều khuyến khích là chúng ta vừa đặt implant vừa nâng xoang hàm. Thì trong cái nhóm nghiên cứu của ông thì đa phần là nó từ khoảng cách từ cái đáy xoang hàm tới đỉnh xoang hàm là từ 4 tới 10 mm. Vậy thì trong cái trường hợp nào thì là phải làm ghép trước rồi chúng ta mới đặt, trong cái trường hợp nào thì chúng ta cấy ghép implant và ghép xương nâng xoang hàm đồng thời? Đó là một ba cái câu hỏi nhỏ. Yes. Okay. Yes. No, I use BMP material with. Tức ông dùng BMP2 với cái với những cái xương ghép khác. Và sau khi ghép á, thì tôi bơm cái phần BMP2 này trực tiếp vào cái phần xương ghép. Và cái BMP2 này sẽ giúp cho cái việc tái tạo xương nhanh hơn. Collagen 3, collagen, collagen, yeah, collagen 3, yes. It's procein collagen which has been added, type 1, which is procein. Procein comes from pig. So that's the collagen which is already added into Osteon 3 collagen.
Dạ thì như ông nói thì ông chỉ dùng cái loại protein collagen lấy từ thu hoạch từ heo, nên đó cái loại là cái loại mà collagen chúng ta có thể sử dụng hiện nay trên thị trường. Yes, it is already mixed in this collagen, this material which I showed you, which is collagen 3, osteon collagen 3. So it's already mixed in it with the graft material. So you don't need to mix extra. It's already there in the graft. À, cái loại ông dùng á, là cái tên thương hiệu là collagen 3, nhưng mà nó đã được kết hợp các loại vật liệu với nhau rồi. Và là collagen như các ông show trên cái slide á, là đã được kết hợp sẵn rồi, nên ông chỉ dùng cái loại này thôi, thì không có kết hợp thêm cái vật liệu khác nữa. No, you can. There is, that is the old, latest studies say that if you have, if you, all you need to do is that you need to have a stability that your implant is. À, theo ông thì cái chiều cao mà từ 3 tới 5 mm đó là theo cái quan điểm cũ rồi. Và cái quan điểm hiện tại của ông á, thì với chiều cao bao nhiêu ông cũng đặt được, miễn sao á, là cái implant nó đặt độ vẫn ổn và nó không có tác động cái lực đó vào màng xoang là được. Okay. Chắc là sẽ có nhiều, nhưng mà thời gian của chúng ta cũng còn những cái báo cáo buổi chiều nữa. Thành ra xin phép tôi thay mặt chủ tọa đoàn rất là cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Sinchera. Yeah. Và chắc nhờ mình các em thank lại. You, welcome. Yeah, thank you very much.